Cô chào các con. Tiết học mỹ thuật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thực hành bài vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông và vẽ màu nằm trong chủ đề họa tiết trang trí. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, quan sát và nhận xét. Các con quan sát hình vuông sau đây và cho cô biết hình vuông được trang trí bằng những họa tiết nào. Hình vuông được trang trí bằng các họa tiết hoa và lá. Vậy, họa tiết nào là họa tiết chính, họa tiết nào là họa tiết phụ? Trên hình vẽ, cô đã loại bỏ màu của họa tiết phụ, giúp các con có thể nhìn rõ hơn họa tiết chính của hình. Và các con thấy được, hoa là họa tiết chính của hình vuông, được vẽ to ở giữa hình. Còn lá là họa tiết phụ, giống nhau được vẽ ở bốn góc. Các con có nhận xét gì về màu của họa tiết và màu nền? Như các con quan sát được trên hình thì màu của họa tiết chính được vẽ nổi bật. Họa tiết giống nhau sẽ được vẽ màu giống nhau. Và màu nền sẽ được vẽ khác với màu của họa tiết. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các con một số đồ vật có dạng hình vuông, có sử dụng các họa tiết trang trí. Đây là các viên gạch lát nền. Một cái đĩa hình vuông được trang trí rất đẹp. Một cái gối vuông được trang trí đơn giản. Một số hình vẽ được trang trí. Các con thấy đó, ngoài việc sử dụng họa tiết hoa lá để trang trí cho hình vuông, thì chúng ta còn có thể sử dụng họa tiết động vật như bươm bướm, chuồn chuồn để trang trí cho hình vuông của mình. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các hình cơ bản như hình tròn, hình tứ giác để trang trí. Sử dụng các họa tiết hoa lá cách điệu để trang trí cho hình vuông. Qua các hình vẽ trên, các con thấy được việc sử dụng các họa tiết để trang trí cho hình vuông sẽ giúp cho đồ vật và hình vẽ của mình trở nên đẹp hơn, sinh động và bắt mắt hơn. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách vẽ họa tiết và vẽ màu vào hình vuông. Đây sẽ là các bước chung cho một bài trang trí hình vuông mà các con cần nắm. Bước 1 sẽ vẽ chia mảng chính phụ cho hình vuông. Bước 2 chọn họa tiết chính phụ cần vẽ. Bước 3 vẽ họa tiết vào các mảng chính phụ. Và cuối cùng là bước 4 vẽ màu. Đối với bài thực hành ngày hôm nay thì đã có sẵn các họa tiết. Tuy nhiên, các họa tiết vẫn chưa hoàn chỉnh. Việc của các con cần làm là sẽ vẽ thêm các họa tiết này, sau đó vẽ màu cho bài của mình được hoàn thiện hơn. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn thao tác trực tiếp trên bài thực hành để các con dễ dàng theo dõi nhé. Các con quan sát thấy hình vuông của mình chưa được hoàn chỉnh, vẫn còn một số họa tiết còn thiếu. Vì vậy, chúng ta sẽ vẽ thêm vào. Đầu tiên, các con cần vẽ theo nét chấm của bông hoa ở giữa hình vuông. Đây là họa tiết chính của hình. Sau đó sẽ vẽ những đường cong ở các cạnh của hình vuông. Cô đã chấm sẵn những đường cong để dễ vẽ.
Sau đó sẽ vẽ hoa ở bốn góc. Các cánh hoa cần được vẽ cân đối đều nhau. Sau khi vẽ xong các họa tiết, chúng ta sẽ chuyển qua phần tô màu. Các con cần tô màu sao cho nổi bật được mảng chính. Ở đây, đối với họa tiết chính của hình, cô sẽ chọn tô hai màu xen kẽ, đó là màu nâu và màu xanh dương. Và cô sẽ tô cho nhụy hoa màu vàng. Kế tiếp, cô sẽ tô vòng tròn ở ngoài màu cam. Các con thấy không? Các họa tiết giống nhau, cô sẽ tô cùng một màu. Các con lưu ý điều này nha. Sau khi tô hết được các họa tiết, chúng ta sẽ tô nền cho hình vuông của mình. Các con cũng có thể tô nền trước rồi sau đó mới tô các họa tiết cũng được. Các con tô màu đều tay, tô gọn trong hình, không để lem ra ngoài nha. Vậy là cô đã vẽ hoàn chỉnh các họa tiết và vẽ màu cho hình vuông của mình. Sau đây, cô sẽ cho các con tham khảo một số bài vẽ của các bạn học sinh lớp trước đã thực hành. Các con lưu ý, không nên dùng quá nhiều màu trong bài vẽ của mình, chỉ cần dùng 3 tới 4 màu là vừa. Khi tô màu, nếu chọn màu nền đậm thì màu họa tiết nên chọn màu sáng nhạt. Ngược lại, nếu chọn màu nền nhạt thì cần chọn màu họa tiết đậm nổi bật. Một bài vẽ đẹp thì cần đảm bảo các yêu cầu sau đây. Họa tiết phải đẹp, cân đối rõ ràng, màu sắc tươi sáng, nổi bật được họa tiết trong hình. Sau khi được cô hướng dẫn cách thực hiện, các con hãy vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông và tô màu để hoàn thành bài của mình trong vở tập vẽ nhé. Cô chúc các con hoàn thành tốt bài vẽ của mình. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã theo dõi. Cô chào các con.